Wow, bánh rất là xinh luôn các bạn. Cái màu thì rất là dễ thương. Các bạn thấy màu tím dễ thương không? Bánh xinh quá ha các bạn. Nhìn dễ thương thì thôi luôn á. Wow. Các bạn, cái bánh này mình nhìn mình thấy thương quá, dễ thương quá. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ với các bạn một cái bánh Pháp nha các bạn. Cái bánh này thì thường thường các bạn hay đi vô mấy cái tiệm Mỹ, tiệm cà phê Mỹ á các bạn, thì nó bán cái bánh nhỏ nhỏ như nè, ở ngoài ngọt ngọt, ở trong có cái nhân kem, chân kem rất là ngon. Thì cái bánh này tên là macaron các bạn. Hôm nay Taylor sẽ làm cái vị Việt Quốc. Thì bạn nào mới tới channel của Taylor, Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Taylor mong rằng các bạn bấm subscribe ở dưới cái màn hình để subscribe vào channel của Taylor. Nếu mà các bạn thích và thấy cái video của Taylor ngày hôm nay hay thì xin vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Thì nguyên liệu hôm nay thì Taylor muốn chia sẻ với các bạn là cái đường bột mà các bạn phải mua cái loại mà nó có wheat cornstarch, là có bột bắp ở trong này các bạn. Cái bột này, cái đường bột này nó mới đúng nha các bạn. Còn cái đường mà các bạn xay ra nhuyễn á thì không có phải nha các bạn. Cái này là Taylor dùng 125g, mình phải có cái cân, mình cân cho đúng. Còn cái bột almond này là cái bột hạnh nhân này nè các bạn, Taylor cũng mua ở ngoài tiệm chợ Mỹ á các bạn. Mình mua nguyên một bao toi là mình làm rất là lợi. Cái này Taylor sẽ dùng 75g. Đây là đường bột với lại bột hạnh nhân Taylor đã căng sẵn hết rồi các bạn. Rồi cái nhân bánh thì mình còn thêm, nếu mà làm vị quỳ Việt Quốc á các bạn, thì Taylor có thêm một cái chai tinh dầu Việt Quốc nè các bạn. Taylor mua ở trên mạng, nó nhỏ nhỏ giống gì đây. Rồi Taylor sẽ dùng thêm màu tím và màu đỏ để làm cái màu giống như trái Việt Quốc á các bạn. Rồi Taylor sẽ dùng 65g trứng nha. Trứng này Taylor lấy chồng trắng thôi. Trứng này mình phải để nhiệt độ phòng á các bạn. Rồi thêm đây là 50g đường cát trắng. Ở đây Taylor có một nửa, 1/4 muỗng cà phê bột cream of powder á các bạn, để làm cái trứng nó nổi lên á. Còn cái nhân hôm nay á, Taylor đây là cái trái Việt Quốc Taylor đã làm nấu ra thành mứt nè các bạn. Rồi Taylor sẽ dùng nửa cây bơ, 10g bột, đường bột với lại một tí phô mai, một tí nhân phô mai các bạn. Rồi để bắt đầu thì Taylor sẽ gây cho cái bột này nó đều ha các bạn. Bây giờ mình đổ cái bột hạnh nhân này chung với lại đường nha. Rồi mình trộn cái đường bột này với cái bột hạnh nhân cho nó đều các bạn. Mình trộn lên rồi mình gây cho nó mịn lại, tại vì cái mình nó bán ở trong tiệm á các bạn, nó để trong bịch á thì lâu lâu ngày thì nó đóng lại nó thành cục, cho nên hay là sẽ gây cho nó mịn ra rồi mình làm bánh cho cái bánh mình nó đẹp hơn. Đây thay là có cái cân nè các bạn, bây giờ mình cân trứng nha. Cái trứng này á thì mình để vô, mình để bấm cho nó trừ hao còn số 0, cái tô thành số 0 nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ trứng chồng trắng vô nè. Mình sẽ cân lấy cái chồng trắng thôi. Mình lấy cái chồng trắng, cái loại đặc của nó nha các bạn. Đây là sẽ lấy 65g. Lấy trứng gà chồng ngay
Cái là cái nước đặc của nó thôi các bạn. Rồi các bạn, mình lấy chừng trong vòng 63 tới 65 gram là được nha các bạn. Ở đây Taylor có 63 gram nè. Rồi bây giờ Taylor sẽ đánh trứng lên nha các bạn. Taylor để tốc độ cái nút nhỏ nhất nè trên cái máy của Taylor. Sau khi nó lên bọt giống vậy thì mình bỏ cream of tartar vô các bạn. Trứng của mình chuẩn bị cứng nè các bạn. Bây giờ thì là sẽ cho cái vị tinh dầu diệp quất vô nha các bạn. Cái này thì mình lấy chút nỉ thôi, mình chỉ bỏ lên cái cây này nè, một giọt thôi các bạn. Rồi mình đánh lên trứng lên cho đều. Bây giờ trứng của mình rất là cứng. Cứng giống vậy là mới được rồi các bạn. Khi nào mà các bạn đánh trứng mà cứng mà ụp cái tô lại nó không rớt xuống là ok. Rồi bây giờ thay là sẽ bỏ bột vô mình trộn trong với trứng nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô từ từ. Mình cứ lật qua lật lại vậy nè các bạn, để cái bột nó trộn đều cái trứng, chứ mình không có đánh lên giống như bánh bông lan. Mình đánh lên giống như bánh bông lan thì cái bọt khí trong cái trứng tròn trắng của mình nè, nó sẽ dở ra hết, nó làm cái bánh của mình không được tốt nha các bạn. Mình sẽ lật qua lật lại. Rồi mình sẽ bỏ bọt thêm.
Rồi, cái bột này Taylor sẽ chia ra làm hai. Taylor bỏ qua đây một tí. Mình sẽ làm hai màu các bạn. Mình sẽ làm hai màu. Bên đây Taylor tiếp tục chọn. Cái bọt này gần được rồi các bạn. Các bạn để cho nó tự chảy xuống như vậy nè. Và nó thành một khói cái nên và nó nhập chung với lại khói bọt kia là được nha các bạn. Rồi bây giờ tôi cần lấy cái bọt bỏ vô cái bao để mình nặn bánh đó các bạn. Còn cái bọt bên này thì là sẽ bỏ màu vô các bạn. Mình lấy cái màu đặc nha. Cái này mình phải dùng màu đặc mới được. Rồi màu đỏ, giờ mà cho đây là cho một tí màu tím. Là cho thêm một tí màu đỏ nữa các bạn. Và mình cũng giống như cái bột màu trắng, thay là sẽ đánh cho khi nào mà nó ra cái nó mềm lại các bạn, nó mịn hết. Giờ các bạn thấy đỏ đỏ tím tím này giống cái màu của trắng Việt Quốc cho các bạn. Cái màu của trái Việt Quốc của Taylor là vậy nè nha. Cái này cũng gần được nè các bạn. Rồi Taylor sẽ bỏ vô bao luôn. Sẽ múc hết bột này mình bỏ vô cái bao để mình nặn bánh nè các bạn. Rồi mình có thêm cái bao tam giác to hơn các bạn. Mình sẽ bỏ hai cái bịch bột của mình vào cái bao tam giác to này. Mình có cái đầu nặng bánh nè các bạn, cỡ này nè. Rồi thay là cắt một cái hai cái bên bịch bên này. Rồi mình cho hai cái bịch này vào trong cái bao này. Sẽ nặn bánh nha các bạn. Nặn bánh thì mình để cái bò cây bánh đứng lên vậy nè. Mình nặn bánh trong cái dòng ở bên trong thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ đập xuống cho cái bọt khí trong cái bánh mình nó dở ra nha các bạn. Rồi, rồi các bạn sẽ cầm cái cây tăm sỉ găng, mình đi vòng vòng, mình thấy cái chỗ nào mà có giống như bong bóng là mình đâm cho lủng các bạn, rồi mình khuấy khuấy thì nó cái bột nó sẽ đều lại, giống như là các bạn. Nếu mà mình không làm cái này á, một hồi nữa cái bánh của mình á nó sẽ bị lủng lỗ hoặc là nó không được đều, nó không đẹp á các bạn. Không hồi nó bị nứt. Rồi các bạn, sau khi mình đâm hết bọt khí cho nó dở ra thì mình để cho chỗ nào thoáng mát nha các bạn, trong vòng 45 đến 1 tiếng đồng hồ, để cho cái mặt bánh ở trên á nó khô, để cho cái bánh của mình nó khi mà nướng nó có chân đi lên rất là đẹp, chứ nó không có bị bè ra. Đây các bạn, bây giờ sau khi 45 phút thì Thi là đụng vô cái tay vô nè. Mình không có đụng vô nữa, tay nó không có dính tay nè, bọt nó không dính tay. Là cái mặt trên nó đã khô rồi các bạn. Bây giờ Thi là đem đi nướng. Cái bánh này Thi là nướng ở nhiệt độ 300 độ F nha các bạn, trong vòng 16 phút. Ok, bây giờ mình bỏ vô lò mình nướng. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ Thi là sẽ làm cái nhân bánh nha các bạn. Thi là lấy nửa cây bơ nè. Cái bơ này mình cũng để nhiệt độ phòng nha các bạn, cho nên nó mềm lắm. Bây giờ mình sẽ đánh cái bơ này lên cho nó có cái màu vàng nhạt, giờ nó nhìn giống như kem vậy các bạn. Đây là các bạn, đây là cái kem bơ của Taylor đánh lên rồi. Bây giờ nó rất là mịn, rồi nó rất là bóng luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ 10g đường bột vô nha các bạn. Do cái bánh của mình đậu ngọt nó cũng nhiều rồi, cho nên Taylor bỏ có 10g đường bột thôi. Mình sẽ quậy lên sơ sơ. Rồi mình cũng đánh lên cho nó mịn. Cuối cùng thì Thi là sẽ lấy thêm một muỗng trái mứt vịt quắc nè, Thi là nấu nè các bạn. Mình sẽ bỏ vô đây mình trộn vô luôn. Xếp theo thứ tự hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bơm nhân vô rồi mình làm luôn nha các bạn. Mình sẽ bơm hết nhân luôn nè. Bây giờ mình sẽ xếp bánh lại các bạn. Rồi tay một cái.
ấy rất là dễ thương ha. Cái bánh rất là dễ thương luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây các bạn, đây là thành quả bánh macaron của Taylor ngày hôm nay. Bánh vị diệt quất rất là ngon các bạn. Vị diệt quất rất là thơm luôn nha các bạn. Bây giờ Taylor đứng đây mà nó nghe mùi thơm luôn á. Wow, bánh rất là xinh luôn các bạn. Cái màu thì rất là dễ thương. Các bạn thấy màu tím dễ thương không? Bánh xinh quá ha các bạn. Nhìn dễ thương thì thôi luôn á. Wow, các bạn, cái bánh này mình thấy thương quá, dễ thương quá, rất là thơm. Bây giờ thì là sẽ ăn thử và sẽ chia sẻ với các bạn nha. Rồi thì là sẽ lấy một cái, thì là sẽ cho các bạn xem cái bánh của thầy lời ngày hôm nay rất là dễ thương, có cái màu tím tím nè, tím tím trắng trắng nè, bên đây tím tím trắng trắng. Ok, bây giờ mình ăn thử miếng nha. Cái kem này thường thường á, mình phải để trong tủ lạnh trong vòng 24 tiếng mình mới ăn các bạn, lúc đó nó mới thấm cái, từ kem ra bánh luôn nó mới ngon. Nhưng mà thay lời bây giờ ăn thử cái kem này nó còn mềm. Đây các bạn thấy cái bánh nó trong của thay lời nè. Coi các bạn, không có ngọt chút nào hết, nó vừa đủ ngọt cho mình ăn thôi, nó rất là thơm. Ăn cái bột hạnh nhân á các bạn, nó béo béo bùi bùi, còn cái nhân á thì nó có nhân phô mai với lại bơ, nó mềm mềm thơm thơm, không có ngọt các bạn. Nó thay là để có 10 gram đường thôi, mà cái đường này là đường bột cho nên nó không có ngọt giống như là đường cát các bạn, rất là ngon hơn. Nếu mà có tiệc hay là ngày lễ gì á các bạn, giống như ngày lễ Noel hay là này kia gì á các bạn, mình làm bánh này nè, mình để đó rồi xong có khách lại uống trà, nhìn rất là sang luôn các bạn. Cái bánh này rất là dễ thương. Cái bánh này mình có thể làm nhiều vị khác nhau, rất là nhiều vị, nhiều dâu tây hay là vị trà xanh hay là trà cà phê gì cũng được hết á các bạn. Rất là ngon, nhìn rất là dễ thương. Nếu mà có dịp thì các bạn nên làm cái bánh của Taylor ngày hôm nay. Các bạn dùng công thức của Taylor làm thử lần đầu tiên. Còn nếu như mà các bạn thấy ngọt thì mình có thể gia giảm cái nhân hoặc là cái đường trong cái chồng trắng trứng gà nha các bạn. Rất là dễ thương luôn. Rồi nếu như mà các bạn thích cái bánh macaron của Taylor ngày hôm nay, xin vui lòng bấm like. Và nếu mà các bạn chưa bấm subscribe vào channel của Taylor, xin vui lòng bấm subscribe ở dưới cái màn hình. Taylor sẽ bỏ toàn bộ những nguyên liệu và công thức ở dưới cái khung hướng dẫn nha các bạn. Thì mong rằng các bạn còn mấy cái đồ làm bánh của Taylor, Taylor cũng mua trên mạng, thì Taylor tìm được những cái gì sẽ bỏ cái link vô cho các bạn xem luôn. Taylor cảm ơn rất là nhiều các bạn đã ủng hộ kênh của Taylor. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.